Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi gửi tới các bạn với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Đây là một vụ cháy quá xót xa và đau lòng tại thành phố Hồ Chí Minh. 8 người chết và là trên đường của Lạc Long Quân, là quận 11. Quá là đau xót rồi các bạn. Và sau đây thì tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe chi tiết về cái vụ cháy này. Thì tối ngày 7 tháng 5, theo nguồn tin của là thanh niên cho biết, vụ cháy trên đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh trong chiều cùng ngày khiến 8 người chết. Chiều ngày 7 tháng 5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở một địa chỉ là trong hẻm 47 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện vụ cháy nhà, người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng đến để chữa cháy. Coi như là các bạn biết không, cái cháy trong hẻm mà coi như khói lên ngùn ngụt luôn các bạn. Và nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh xuống hiện trường để dập lửa. Và tối ngày 7 tháng 5 trao đổi với phóng viên là báo Thanh Niên á, thì một lãnh đạo công an quận 11 xác nhận vụ cháy trên đường Lạc Long Quân khiến 7 người chết. Quá là xót xa luôn các bạn, không ngờ vụ cháy quá lớn vậy. Và một lãnh đạo văn phòng quận là ủy quận 11 thông tin vụ cháy lớn xảy ra là lúc đó khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 5 ở ngôi nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân. Hiện đám cháy đã được dập tắt, cơ quan công an và các đơn vị có liên quan đã phong tỏa hiện trường là cứu hộ cứu nạn, điều tra là nguyên nhân là cái vụ cháy này. Thì đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hẻm 47 Lạc Long Quân, khám nghiệm hiện trường. Khu vực hẻm 47 cũng bị mất điện là trên diện rộng sau vụ hỏa hoạn. Trước khi là cái khu vực hiện trường á, rất đông người dân tụ tập theo dõi, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông qua khu vực này. Một nhân chứng cho biết khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sống tại con hẻm 47 bất ngờ nghe tiếng nổ rất là lớn phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Một lúc sau, người dân hô hoán nhau báo cháy, đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Do thời điểm là xảy ra vào giữa giờ cao điểm nên lực lượng là cảnh sát giao thông phải điều tiết liên tục đảm bảo khu vực là giao thông để thông thoáng. Thì đến 21 giờ 40 phút, lực lượng chức năng đã tháo bỏ là phong là con hẻm 47 Lạc Long Quân, người dân được lưu thông bình thường trở lại. Tuy nhiên, công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Tại đây còn rất là nhiều là cái lực lượng dân phòng túc trực nhắc nhở người dân di tản ra xa cái hiện trường. Và sau khi dỡ bỏ phong tỏa trên con hẻm, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến bàn tán trước nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến là nơi đây lại bị ùn tắc tiếp. Quả thật đây là một vụ cháy đúng cái nghĩa của nó là rất là kinh hoàng các bạn. Đó, mà ngôi nhà thì nằm trong hẻm nên là rất khó khăn cho lực lượng chữa cháy và đau xót vô cùng. Quá đau xót luôn các bạn. 8 người đã ra đi mãi mãi trong vụ cháy. Đó. Và cái đám cháy lớn xuất phát từ cái căn nhà, từ một căn nhà trước. Thế các bạn. Thì theo người dân là nhân chứng kể lại thì khoảng 4 giờ chiều ngày 7 tháng 5 ấy, cháy lớn xuất phát từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội và ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn, khói bốc cao hàng chục mét. Và sống ở đối diện với là con hẻm 47 Lạc Long Quân thì ông Trần Tuấn Phú là trú tại phường 3, quận 11 kể rằng thời điểm mà xảy ra cái vụ cháy ông nghe một tiếng nổ rất là lớn. Và mọi người bên trong chạy ra kể lại rằng là ngôi nhà cháy cao 3 tầng. Lúc biết tin thì ông nghe là người ta bảo là xác định phải mấy người tử vong. Người đàn ông 40 tuổi kể như vậy. Và theo ông Phú, đám cháy tạo ra cột khói đen thui là cao trên là 20 mét. Và lan dữ lắm. Và tôi ở xa hiện trường nhưng chỉ đứng độ 10 phút là chịu không nổi mùi khói, mùi keo nồng nặc. Khoảng 15 phút sau tiếng nổ, xe cứu hỏa tới hiện trường nhưng rất khó để tiếp cận với vụ hỏa hoạn vì đường trong hẹp là quá hẹp nên xe là khó, rất khó vào.
và 4-5 chiếc xe cứu hỏa tới, nhưng họ phải đi vô vòng vòng vì ở nhà trong ở là trong hốc á, khó vào được, phải luồn qua mấy hẻm phía sau để chữa lửa. Hiện trường quá khó tiếp cận, tội cho họ quá. Là ông Phú là thuật lại như vậy. Và người dân trong khu vực vội vã lao tới tìm nhiều cách để cứu giúp, nhưng ngọn lửa kinh hoàng đã không ngừng lại, lửa liên tục là bốc cao và thiêu rụi đi tất cả. Mọi người dân lau nước mắt trên khuôn mặt bơ phờ kể lại. Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng nhớ lại là vụ cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên phải một lúc lâu sau xe cứu hỏa mới tới được. Và chị nói tiếp là tôi thương mấy sắp nhỏ lắm, nghe bảo có một cô giáo, 5 đứa nhỏ, một là chú chủ nhà là không qua khỏi, thương tâm vô cùng. Cả xóm mang bình chữa cháy là tới dập lửa thì lúc 20:30 ngày 7 tháng 5. Hiện trường vụ cháy làm 8 người chết vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt, và hàng trăm người dân đứng quanh khu ngõ để theo dõi vụ việc này. Họ đều rất là đau xót, thương xót những tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Thì trực tiếp tham gia chữa cháy á, nhân chứng là có tên là Trinh cho biết á, chiều cùng ngày bà trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà kế bên của bà là bốc lửa rất là lớn, lửa cháy lớn như lò thiêu. Và tôi và mấy công nhân dùng bình chữa cháy chỉnh qua nhưng lửa vẫn là bừng bừng. Trên đường chạy qua thì tôi còn gọi là một bốn nữa, bà Trinh kể. Theo bà Trinh và nhiều người dân ở hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy là nơi sản xuất đèn cầy. Một nhân chứng khác là kể rằng á, cái thời điểm đó chứng kiến sự việc, cả xóm cùng mang bình chữa cháy sang dập lửa nhưng không thể nào mà dập tắt được. Nhà nào cũng mang bình chữa cháy sang chữa nhưng lửa cháy quá lớn. Tôi là chỉ xịt được bên ngoài. Ông Hà cho hay như vậy. Và theo báo cáo nhanh của cảnh sát phòng cháy chữa cháy lúc 16:58 đó, thì ngôi nhà đã xảy ra cái vụ cháy như vậy, nên là rất là đau lòng các bạn ạ. Một người là sinh năm 1978 và một cháu sinh năm 2012 và một cháu sinh năm 2003, một cháu sinh năm 2008 và một cháu sinh năm 2012 và một cháu sinh năm 2006 nữa, và cái cô giáo thì chưa rõ danh tính, rất là xót xa luôn. Đọc mà cái vụ cháy này quá kinh hoàng luôn các bạn. Vâng, và tôi cố gắng sẽ cập nhật cái thông tin cái vụ nguyên nhân vụ cháy này ra để sớm nhất để gửi tới phục vụ cô chú anh chị cùng các bạn gần xa. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại, hẹn gặp quý vị và các bạn là trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Và xin chào, hẹn gặp lại.